Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Vì sao Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh vụ Vạn Thịnh Phát? Lũ Thừa Thiên Huế lớn nhất trong 10 năm qua. Tuyên án tú bà trong vỏ bọc bán nước vỉa hè. Làm giả hồ sơ vay tiền 3 ngân hàng, một phụ nữ bị khởi tố. Israel tìm thấy thi thể con tin gần bệnh viện ở Gaza. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan Trương Mỹ Lan và 85 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bà Lan 3 tội danh tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Thông tin từ báo Vietnamnet, bà Trương Mỹ Lan đã biến SCB trở thành công cụ tài chính để bị can tổ chức huy động tiền gửi, chỉ đạo các đối tượng là lãnh đạo chủ chốt tại SCB và hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát cho bà Lan làm chủ sử dụng hàng ngàn cá nhân, pháp nhân để lập hàng ngàn bộ hồ sơ khống đứng tên vay vốn ngân hàng SCB. Việc này nhằm để bà Trương Mỹ Lan sử dụng trái mục đích, chiếm đoạt tiền sử dụng cá nhân, đối phó, che giấu hành vi tội phạm của mình và đồng bọn. Theo đó, bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố về 3 tội danh: tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và đưa hối lộ. 16 người bị đề nghị truy tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có ông Nguyễn Văn Hưng, nguyên phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước cùng nhiều cựu cán bộ thanh tra khác. Báo Tiền Phong thông tin, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chung, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCP, công ty DCP về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Phiên tòa sẽ diễn ra ngày 12 tháng 12 do thẩm phán Đặng Hồng Sơn làm chủ tòa. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Liên, kiểm sát viên. Theo cáo trạng sẽ công bố tại phiên tòa sắp tới, ông Chung đã lập các dự án ma không có thật, rồi sử dụng tư cách giám đốc đại diện công ty DCB ký hợp đồng sang nhượng nhà đất với 45 khách hàng, thu gần 81 tỷ đồng, đã trả lại gần 4 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 77 tỷ đồng. Theo báo VnExpress, cơ quan khí tượng thủy văn mới đây cho biết, lũ sông Bồ và sông Hương lớn nhất trong 10 năm qua và lớn thứ 5 trong khoảng 30 năm gần đây. Cho tới hiện tại, còn hơn 4.000 nhà dân bị ngập từ 0,2 đến 0,6 mét, giảm 1/4 diện ngập, 1/3 mức độ ngập so với ngày đỉnh lũ, tập trung ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc và thành phố Huế. Do mưa đang giảm nhanh, các hồ thủy điện cũng giảm lưu lượng xả nên lũ sẽ rút nhanh. Đánh giá về đợt mưa lũ này, ông Hoàng Văn Đại, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói, lũ ở sông Bồ và sông Hương cao nhất trong 10 năm qua và lớn thứ 5 trong 30 năm gần đây. Lũ lên nhanh và rút nhanh nên không gây ngập kéo dài và thiệt hại lớn như trận lụt lịch sử năm 1999. Thống kê đến nay, Thừa Thiên Huế ghi nhận 3 người tử vong, trong khi trận lụt năm 1999, toàn tỉnh có 352 người chết, 21 người mất tích, 900.000 người dân bị thiếu đói nhiều ngày. Lý giải vì sao Thừa Thiên Huế lũ lớn, chuyên gia khí tượng cho biết địa phương này là tâm mưa của miền Trung. Cũng theo VnExpress, mới đây Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Tống Thế Hiển, 66 tuổi, 8 năm tù về hành vi tước đoạt mạng sống của người khác, theo điều 123 Bộ luật hình sự. Cáo trạng thể hiện, cuối năm 2022, ông Hiển xây nhà trái phép tại khu đất đã bàn giao giải phóng mặt bằng làm dự án đầu tư tuyến đường 2,5 thuộc phường Đình Công, quận Hoàng Mai nên bị xử phạt hành chính, buộc tháo gỡ công trình sai phạm. Tuy nhiên, bị cáo Hiển đã chống đối, tấn công cán bộ phá dỡ công trình khiến hai người bị thương. Được biết, bị cáo Hiển từng bị Tòa án Nhân dân quận Hoàng Kiếm xử phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản năm 1977. Năm 1996, bị cáo bị Tòa án Nhân dân Hà Nội phạt 30 tháng tù về tội sản xuất hàng giả. Cơ quan công an đã khởi tố bổ sung 4 tội danh đối với Nguyễn Quốc Quân, chú thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa. Đối tượng có biệt danh là Quân Idol, được xem là trùm giang hồ ở miền Tây Quảng Trị. Thông tin từ báo Dân Trí. Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã khởi tố bổ sung một số tội danh đối với Nguyễn Quốc Quân, sinh năm 1992, chú thị trấn Khe Xanh, huyện Hướng Hóa và đồng bọn.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Nguyễn Quốc Quân và đồng phạm bắt giữ người trái pháp luật trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được. Cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Quân và 5 đồng phạm khác liên quan đến các tội danh vận chuyển trái phép chất ma túy, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và đe dọa giết người. Theo cơ quan điều tra, Quân có vai trò chủ mưu trong vụ án vận chuyển 10 kg ma túy bị Công an huyện Cam Lộ phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt vào tháng 2 vừa qua. Quân là chủ mưu, cầm đầu đe dọa giết người xảy ra tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh. Bên cạnh đó, Quân còn chỉ đạo điều hành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Và phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Báo Lao Động cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Quốc Dũng, 43 tuổi, ngụ ở xã Nhân Thành, thành phố Bến Tre để điều tra xử lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép súng đạn có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Trước đó, Nguyễn Quốc Dũng cùng với Nguyễn Công Nên, 36 tuổi, ngụ ở xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre đến nhà NMG, tên viết tắt 28 tuổi, ngụ ở xã Sơn Phú, huyện Dòng Trơm để đòi tiền nợ. Tại đây, các đối tượng xảy ra cự cãi nên người nhà của Dơ đã gọi điện trình báo sự việc trên đến Công an xã Sơn Phú. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sơn Phú triển khai nhanh lực lượng có mặt tại hiện trường, lập biên bản sự việc. Đồng thời qua kiểm tra trên người của Dũng cũng như hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm. Tòa án Nhân dân Hà Nội mới đây đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Vân, sinh năm 1979 ở Đông Anh, Hà Nội, mức án 8 năm tù về tội mua bán người. Báo Vietnamnet cho biết, trước đó vào năm 2001, bị cáo Vân từ Việt Nam sang Trung Quốc sống lang thang, làm nghề bán dâm tại thị trấn Đồn Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Vân lấy vỏ bọc bán nước ở vỉa hè, nhưng thực chất là chờ có khách gọi sẽ đi bán hoa. Một thời gian sau, Vân lừa một người bạn thân của mình tên T, tên viết tắt làm nghề bán dâm. Nếu chị T không nghe lời, Vân hành hung, ép chị T tiếp khách cho bằng được rồi thu tiền. Ghi nhận tờ báo Dân Việt, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang xác minh xử lý sự việc phát hiện hai người dương tính với ma túy tại căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn phường 22. Bên cạnh đó, một nguồn tin xác nhận một trong số người liên quan đến vụ việc được xác định là cán bộ công an thuộc một tỉnh ở miền Tây. Trước đó, cơ quan chức năng quận Bình Thạnh ập vào căn hộ chung cư cao cấp tại phường 22. Tại đây, cảnh sát phát hiện một nhóm người có dấu hiệu nghi vấn nên đưa về trụ sở. Qua test nhanh, hai người trong số này dương tính với chất ma túy, trong số đó có một cán bộ công an. Ngoài ra, tại căn hộ này, công an cũng phát hiện và thu giữ một số dụng cụ sử dụng ma túy và ma túy tổng hợp. Báo Điện tử Chính phủ cho biết, Chính phủ vừa ban hành nghị định sửa đổi bổ sung về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, nghị định mới sẽ rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 7 ngày. Cụ thể, thay vì điều hành giá xăng dầu vào các ngày mùng 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng, theo quy định mới, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần. Trường hợp thời gian điều hành giá trùng vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán thì được thực hiện như sau. Nếu ngày thứ 5 trùng vào ngày cuối cùng của năm âm lịch 29 hoặc 30 Tết Nguyên đán, việc điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ 4 liền kề trước đó. Nếu thứ 5 là ngày mùng 1, mùng 2 hoặc mùng 3 Tết, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày mùng 4 Tết. Trường hợp giá các mặt hàng xăng dầu có biến động bất thường, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân, Bộ Công Thương có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thời gian điều hành giá xăng dầu cho phù hợp. Báo Kinh tế và Đô thị thông tin, Công an huyện U Minh Thượng, Kiên Giang cho biết vừa khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Phạm Thị Liệt, 52 tuổi, tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2015-2016, do cần tiền làm ăn, bị can Liệt cùng các đối tượng khác cùng câu kết với nhau làm giả hồ sơ vay vốn tại ba ngân hàng. Bằng thủ đoạn trên, bị can Liệt đã làm giả 56 bộ hồ sơ và được ngân hàng giải ngân cho vay hơn 8,1 tỷ đồng. Trong đó, số tiền những người vay vốn nhận được khoảng 2,7 tỷ đồng, Liệt nhận được hơn 5,4 tỷ đồng. Ngoài ra, bị can Liệt còn làm giả 23 hồ sơ khác vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ hôm nay. Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds tinh nhuệ của Iran mới đây đã tuyên bố sẽ làm mọi điều cần thiết để hỗ trợ Hamas trong cuộc chiến với Israel, đồng thời tuyên bố rằng nhóm vũ trang của Palestine đang hướng tới một chiến thắng ấn tượng ở Gaza, nguồn tin từ báo An ninh Thủ đô. Trong bức thư gửi chỉ huy lữ đoàn Esidai Akwasam của Hamas, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds, tướng Esmail Qaani cho biết, Iran sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ Hamas trong trận chiến lịch sử này.
Ông Qaani nói thêm rằng Hamas đã chứng minh cho mọi người thấy rằng cuộc kháng chiến ở Gaza có khả năng chủ động và đổi mới, đồng thời duy trì năng lực tổ chức và thực địa của mình. Bức thư được công bố chỉ một ngày sau khi hãng Reuters đưa tin rằng lãnh tụ tối cao Iran, ông Ayatollah Ali Khamenei, đã thông báo cho Hamas rằng Iran sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Gaza. Ông Khamenei được cho là đã nhắc lại sự ủng hộ về mặt chính trị và tinh thần lâu dài của Iran đối với Hamas, nhưng loại trừ việc can thiệp quân sự. Cập nhật thông tin từ báo Dân Trí, mới đây Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mang theo chiếc limousine bọc thép tới Mỹ thực hiện cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo tại Điền Trang Filoli ở Woodside, phía nam thành phố San Francisco thuộc bang California. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tiễn Chủ tịch Trung Quốc ra xe và chỉ vào chiếc ô tô đang chờ ở cửa. Chiếc xe này đẹp quá. Ông Tập Cận Bình đã lập tức giới thiệu đó là xe do Trung Quốc tự sản xuất và mời ông Biden xem nội thất của chiếc xe. Tổng thống Mỹ ngó vào xem rồi nói rằng trông nó giống chiếc Cadillac của ông. Ông Biden cũng đã giới thiệu với ông Tập Cận Bình rằng chiếc Cadillac của mình được gọi là quái thú. Báo VN Express cho biết vừa qua quân đội Israel thông báo tìm thấy thi thể một con tin bị Hamas bắt tháng trước trong tòa nhà gần Asifa, bệnh viện lớn nhất giải Gaza. Cụ thể, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari vừa qua cho biết thi thể bà Zehudit West được tìm thấy cùng các trang bị quân sự, trong đó có súng trường tấn công và súng chống tăng RPG. Theo đó, ông Hagari nói trong cuộc họp báo trên truyền hình rằng bà Zehudit bị Hamas sát hại ở giải Gaza và chúng tôi không thể đến kịp để cứu bà ấy. Song ông không cho biết thời điểm bà West thiệt mạng. Hamas chưa lên tiếng về cáo buộc. Lực lượng kiểm soát giải Gaza từng nhiều lần cáo buộc Israel phải chịu trách nhiệm về sự ra đi của con tin do các cuộc oanh tạc vào vùng đất này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.